phát đầu tiên này 30 luôn. Xà cọc các bạn nha, 30k một cân. Còn nó chưa tìm bé. 30k các bạn. Khoảng đẹp rồi phết này em nhỉ. Rồi 30.000 một cân thì thò được 3 tạ thì 33 là 9, không? 9 triệu. À, là 30k nhá các bạn nhá. À, xe cóc cân tại ngã ba Tân Hòa các bạn. Ui, đẹp lắm. Xinh gái lắm. Rồi, ok. Bà chủ cân vải xinh gái lắm các bạn. Vâng, các bạn ạ. Dạ vâng, em kênh Thương Hiệu Ngạn TV xin chào tới tất cả anh chị và con cô bác nhé. Dạ vâng, hôm nay em sẽ chọn nơi quay thì chắc chắn sẽ quay chỗ ngã ba Đồng Cốc này nhé, chứ không phải ngã ba Tân Hoa đâu. Xin lỗi các bác, lúc đầu em nói là ngã ba Tân Hoa nhé. Và thông tin thì từ chỗ Đồng Cốc này và trên lên đến trên xã Biển Động thì xã Biển Động có một điểm cân này. Và Tân Hoa là có 3 điểm cân này. Và tí đi em sẽ quay ngược trở lại là để so sánh cái giá cả nhá. Thì ở đây là cái điểm cân này thì xe cóc tăng bo này là đang cân của cái giá 30.000 một cân kg loại đẹp các bác ạ. Rồi đây là bên này là cái điểm cân của Quân Mai thì đang vẫn là cân tăng bo ở điểm ngã ba Đồng Cốc các bác nhé. Hướng từ trên Tân Hoa đi xuống là bên tay phải đối diện ngã ba Đồng Cốc các bác nhá. Rồi em sẽ xem cái thời điểm quay video cho các bác. Bây giờ hiện tại bây giờ đang là 6:32 chủ nhật ngày 29/5/2022 của dương lịch các bác nhé. Còn âm lịch thì hôm nay cũng là chủ nhật ngày 29/4/2022 của âm lịch các bác nhé. Rồi em mời các bác vào chỗ điểm quân của Quân Mai này xem cân cái giá tầm trung bình nó là bao nhiêu các bạn. Buổi sáng sớm này đây, cân đẹp đến 30 không anh hả? Đẹp đến 30 à? Đó, chào ông chủ nhá. Chào anh em nhé. Được mấy thò rồi. Hiện tại điểm quân của bác Quân Mai là ở ngã ba Đồng Cốc này thì đang cân vào cái giá dao động tầm 20 cho đến 25 các bạn. Chưa thấy có 30 đâu. Cái này đẹp nhưng mà quả hơi nhỏ nhỉ. Quả thì quả mẫu mã khác được rồi. Mã đẹp. Mã đẹp nhưng mà quả hơi nhỏ các bạn. Sáng. Này thiếu chất. Bán đây 25 à? Bán 25 à? 25k 1kg nhá các bác nhá. Còn to thì 31 có 25k đây các bác ơi. Mã khá sạch luôn. Đợi quả hơi nhỏ đó. Nói chung thì phải có ngày hôm nay là 29 rồi thì cũng như là kiểu gì cũng đắt được cả ngày hôm nay nữa các bạn. Ngày mai sẽ trả về đánh giá này các bạn. Rồi các bạn ạ, thì em không so sánh hai điểm cân ở ngã ba Đồng Cốc này, điểm cân của Quân Mai và một điểm cân tăng bo của xe cóc bên kia đó thì em không biết tên là gì, nhưng mà điểm cân này cái giá cả của ngày hôm nay thì trong buổi sáng sớm này thì nó vẫn dao động là hàng đẹp, hàng cắt mặt là vẫn là 30 các bạn. Hàng đẹp, hàng cắt mặt vẫn là 30. Đấy thì em sẽ đi xuống khu lim, em sẽ quay phố lim xem, sẽ kiểm tra xem đằng dưới đó cân giá cả có cao hơn ở trên này không nhá. Mời các bác cùng đi theo em và theo dõi kênh nhá. Gánh rồi Tân Yên, thế còn thấy gánh. Quay gì anh? Quay YouTube rồi. Rồi chào các bác nhá. Bản quyền chứ. Mời các bác vào điểm cân ở Tân Hoa nhé. Đẹp hết đây nhỉ. Đẹp bán bao nhiêu? 25 à?
25k à các bạn. Điểm cao nhất là bao nhiêu? Cân này 56 cân. Rồi các bạn, cái điểm cân này là điểm cân của Sơn Toàn ở cân ở bên Tân Hoa nha các bạn nha. Tân Hoa. Đồng Ngạn Bắc Giang các bạn. Cân được mỗi người cân được một vài tạ một tấn thôi. Điểm cân của Sơn Toàn này là cân cao nhất là 26 cho đến 28 các bạn, không đến 30. Và hàng hàng xanh bên kia các bạn. Đấy. Thấp nhất là 20 các bạn. Thì trong mấy điểm cân vừa rồi em cũng quay cho các bác vậy, thì nó cũng thấp nhất là 20 và cao nhất là 30. Và trong của ngày hôm nay thì vẫn cứ đứng giá vải, cũng không có gì là lên, không có gì là xuống, vẫn đứng giá bình thường các bạn. Như vậy là cũng chúc tất cả các bác một ngày thêm một ngày mới nữa là vẫn cứ bán được cái giá cao nhé. Và có mong các bác luôn luôn mạnh khỏe và sang tháng này sẽ cùng nhau gặp may mắn và bán được cái giá nó trôi chảy, để các bác có phần chi phí cho cái công việc đầu tư và phân bón và thuốc sâu cho cái vụ mùa các bác nhé. Rồi các bác ạ, cái điểm cân Sơn Toản thì đầu phố của Tân Hoa các bác nhé. Đầu phố Tân Hoa bên hướng từ trên biển đi xuống là bên tay phải đầu phố Tân Hoa, đối diện gala ô tô điện tử đây. Thì quay cho các bác đây, để các bác biết là điểm cân đây nó cân từ hôm qua rồi nhé. Thì cũng chúc tất cả các bác xem video thực sự cái hay, hữu ích, cho xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Đồng Ngạn TV nhé. Xin chào tới tất cả các bác. Khá to vừa nhỉ? Dưới rõ nhỉ? Bán bao nhiêu? Bán 25. Cảnh miến à? Cảnh miến à? Điểm cân cảnh miến phố Lim các bạn. Cân 25 hàng này. Rồi cảm ơn nhé. Khá đẹp luôn. Rồi các bạn, địa điểm tiếp theo ở dưới phố Lim thì điểm cân của cành miến này thì cân cũng khá cao, nói chung tùng dao động tầm 25 mới thấy cân được một thò thôi các bạn. À này khá đẹp các bạn, quả to đẹp. Khá to đẹp, sạch. Ở phố Lim thì có 3 điểm cân các bạn, nhưng mà không thấy có hàng mấy các bạn. Không biết là cái điểm cân của Thuận Hằng ở phố Lim này không biết là cân giá bao nhiêu, tí nữa mà các bác vào xem nhé, tham khảo giá nhé. Rất ít hàng luôn. Nói chung cái hàng của đi 29, 30, mùng 1 này thì năm nào cũng vậy thôi. Hàng đầu vải đầu mùa chắc chắn nó sẽ giá nó sẽ được nhích hơn và bà con đi bán sẽ được giá cả sẽ ưu đãi hơn các bạn. Cả bao nhiêu này nhỉ? 28 à? Cao mua cao đấy kìa. Cái này bán ở trả 28 rồi kìa các bạn. Cân của Thuận Hằng là cân cao đấy các bạn. Rồi chú em kia bán cái chuyến kia hơi hớ đâu, quả to lắm, bán 25. Đây là cảnh miến các bạn. Đây là điểm cân Thuận Hằng này, phố Lim này. Giá bao nhiêu anh? 24 này. Điểm cân này của Thuận Hằng phố Lim đang trả cái thò này 24 này các bạn. Thằng này thì xanh đỏ tím vàng, lọ cổ nó không đều các bạn. 24k. Nên là có bán không? Hai thầu cùng một nhà nhưng mà lại giá khác nhau nha các bác nha. Bên là bao nhiêu đây? Cái này là hai mấy này không? Bán à?
hai thầu hai anh em các bạn, hai thầu hai anh em nhưng mà như nhau hết, nhưng mà giảm một thầu 23, giảm một thầu 22, không biết là như nào. Chúng ta cả ra nha các bạn nhé. Chào các bác cùng chào xem nhé, điểm con thuận hàng phố Lim các bác nhá. Hàng đẹp thì vẫn cứ dàn qua các bác nhá, chủ yếu hàng đẹp là vẫn cứ dàn qua. Ui cái này đẹp thế nhỉ, báo bao nhiêu anh? 28 à, đẹp nhỉ. Thôi vào một tí nữa đi cho đỡ tắc đường anh nhá. Em mượn qua thằng em bán 30 à, à 28k đây các bác. Khanh Hiền các bác, điểm cân hôm nay là Khanh Hiền à. Rồi 28k các bác nhá. Rồi cảm ơn bác nhá. Hàng 28 khá đẹp các bác, sạch. Nói chung thì vải thì các kiểu gì đó thôi, các bác làm được đẹp thì giá vẫn cứ cao. Khác đẹp ấy. Đấy thì cái giá này còn là 22 rồi. Đấy chưa? Các bác thấy độ chênh lệch nhau nó vào 6.000 một cân coi nhá. Đấy cho nên các bác cố gắng đầu tư làm sao để mẫu mã nó đẹp nhá. Rồi mời các bác vào điểm con Khanh Hiền nhá. Xem giá cả nhá. Mới cần được một ít này vơ nhờ. Mới cần được ít rồi các bạn. Này 8 cao nhất sỏ này. Có cân đến 30 không nhá? Cân đến 30 không? 30 à? Có, nhưng chưa có. Chưa có. Nhà 28 là cao nhất rồi các bạn. Rồi các bạn thì vừa hỏi cháu gái nó ghi sổ ở đây thì điểm cân của Khanh Hiền này ở phố Lim này thì là cân đi Lào Cai thôi nhá, cân đi Lào Cai. Thế cho nên là chia sẻ luôn cho các bác là cân vải đi đâu và cũng em tìm là cũng có thể có người người ta không trả lời, có người trả lời các bạn. Điểm cân của Khanh Hiền này ở phố Lim này là cân cao nhất là 28 các bạn, chưa thấy có 30 thôi nhá. Bán bao nhiêu đây bác trai? 26 à? Mượn giá đây. Bác ở xã nào ấy? Xuân Khoa. À, Xuân Khoa này. Khách nhiên 26k thôi chứ. Rồi, cảm ơn bác trai nhá. Quả khá sạch. Chưa chín mấy nhưng mà được cái mã sạch các bạn. Đấy, thế cho nên là giá vẫn cao hơn. Vì chăm sóc thì quả to hơn này. Đấy. Mẫu đẹp nha. Đấy nó cái đẹp như này là nếu như này là 30k này. Nói chung là giá hôm nay cũng vẫn bình ổn như hôm qua các bạn. Vẫn bình ổn, hàng đẹp vẫn được 30 các bạn. Đấy ạ. Hả? Lấy như mấy? Chứ người nhà. Nó trả hai thầu bao nhiêu ấy? Nha, nó trả hai thầu bao nhiêu? Giá cùng nhau. À đây ạ. Ừ. Cái gì ấy? Cái thương hiệu. Thương hiệu à? Thương hiệu Lục Ngạn này. Thầu này là 23 này. Chú đi bán nó còn duyên hơn rồi. Hai anh em cùng một nhà mà bảo nhìn như nhau, mà một người bán được 23, một người bán được 22 các bạn. Đấy, chính nhỏ đi bán nó còn có duyên đấy các bạn nhé. Đây chính là hai cái thầu đây. Rồi các bác ạ, nói chung là về cái giá như này thì các bác làm vườn vẫn cứ hài lòng với cái giá này, cái này đầu mùa. Và không biết là sang tháng này giá cả nó có bấp bênh hay không thì cũng vẫn mời các bác theo dõi kênh nhé. Và em sẽ liên tục cập nhật giá cả từng ngày cho các bác, giá cả cụ thể nhất cho các bác. Và tất cả các bác lái buôn cũng như là tất cả nơi tỉnh xa xôi khác là các bác hãy cố gắng đến khu vực Lục Ngạn thu mua vải thiều của bà con huyện Lục Ngạn nhé. Vì vải thiều của Lục Ngạn này và vải u hồng này ăn ở cái Lục Ngạn này, cái chất đất ăn nó rất ngọt và thơm các bạn ạ. Đấy, không đâu sánh nổi rằng nhá. Mẫu mã là rất đẹp, đa dạng các bạn. Rồi mời các bác xem, sẽ quay trở về từ đây và từ Phì Điền này về đến Tân Hoa để xem khu vực nào
có điểm cân đông đông em sẽ quay lại, ghé lại để quay một chút nữa để so sánh giá cho các bác nhé. Mời các bác vẫn tiếp tục xem video và các bác thực sự thấy hay hữu ích chia sẻ cho em kênh thương hiệu Lục Ngạn TV và kênh thuốc chữa bệnh Đào Mã nhé. Và em sẽ chịu trách nhiệm về kỹ thuật, về cây vải thiều và mẫu mã sản phẩm cho các bác, tất cả các bác nào đã dùng thuốc của bên cửa hàng em Mạnh Quân em nhé. Rồi bây giờ em sẽ cùng các bác đi lên khu vực từ Mai Tô Phì Điền trở lên thôi nhé.